Xin chào For Life. Trong video clip này, chúng ta sẽ cùng học cách sử dụng cây lau kính dài được áp dụng chính thức từ tháng 10 năm 2019 tại các cửa hàng. Bước 1. Chuẩn bị. Dụng cụ chuẩn bị gồm có số nước sạch, hóa chất lau kính, hóa chất tạo bọt, cán lau, cây trà và cây gạt nước. Bước 2. Kéo dài cán lau. Cán lau được thiết kế dạng anten rút dài. Kéo dài cán lau từ gốc, tức là rút phần to trước, rút phần nhỏ sau. Nới lỏng khớp kéo bằng cách một tay giữ đoạn to hơn, tay còn lại vặn khớp theo chiều kim đồng hồ. Sau khi kéo dài, vặn khớp ngược chiều kim đồng hồ để siết chặt. Khi đạt độ dài cần thiết, chốt khớp nhựa vào đầu nhỏ nhất của cán lau. Bước 3. Làm ướt cây trà. Pha một lượng vừa đủ hóa chất lau kính và hóa chất tạo bọt vào xô nước sạch. Chúng ta có thể dùng chính cây trà để quấy nước. Nhúng ướt toàn bộ cây trà, dùng tay vắt bớt nước. Lắp cây trà vào đầu cán lau bằng cách ấn mạnh. Bước 4. Trà kính. Dùng lực vừa phải trà kính theo chiều dọc. Nên trà kính trong khoảng từ 1m đến 1,5m, rồi đổi sang thao tác gạt nước để tránh hóa chất bị khô lại trên kính, gây khó gạt. Bước 5. Gạt nước. Tháo cây trà kính khỏi cán lau và thay thế bằng cây gạt nước. Đặt nhẹ nhàng cây gạt nước lên kính để tránh bắn nước. Sau đó, dùng lực vừa phải gạt từ trên xuống dưới. Nếu hóa chất đã bị khô trên kính, gây khó gạt, chúng ta phải lắp lại cây trà và trà lại phần kính bị khô. Nếu kính bị những vết bắn nước, văng nước, sử dụng cây gạt nước, đặt nhẹ nhàng lên kính, khẽ đẩy lên phía trên, sau đó gạt xuống dưới như bình thường. Dùng khăn sạch, lau lại những vết mờ còn sót trên kính ở vị trí thấp. Bước 6. Giặt và tháo khăn. Khăn trà có thể được tháo ra giặt và vắt một cách dễ dàng. Hãy giữ khăn trà luôn sạch để có một tấm kính sạch sẽ. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Chúc các bạn lau kính thành công.